Đấm nó, em đấm nó, em đấm trước đây. Bất hiểu nha, bất hiểu nha, tích làm thằng AD lốt luôn anh Duy ơi. Hàn về trả quốc. Lốt không? Lốt không? Lốt không? Lốt không? Lốt được nhưng mà 10 danh có đúp nha, 10 danh có đúp nha. Để chơi đi, chơi đi, chơi đi, chơi đi. Hàn quốc à? Cỡ Kim Phi à? Lại là Kim Phi à? Để đi đem mua đi. Ôi trời ơi. Mất Phương Anh nha. Hàn với chúng tôi. Em chúng tôi là Việt Nam Miss. Ok. Mùa hè xanh, shopzicom.com giảm giá thả phanh cơ hội sở hữu nick VIP giá rẻ vô địch trong mùa hè này. Mùa ngày ác hàng hiệu với giá chỉ 80k, sốc giá phá kho, hàng nghìn tài khoản liên minh với giá siêu đãi nhất từ trước tới nay. Cái gì cũng rẻ, truy cập ngay shopzicom.com để sở hữu ngay cho mình một ác VIP giá rẻ thôi nào. Của lỡ lỡ luôn em. Em đến search Google ấy, anh vừa làm theo Google rồi. Hôm nay tôi cũng gương Minh anh nhưng mà thôi, kênh em mình gọi là chú. Để luôn Trung Anh, để luôn, để luôn. Trời 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 chứ, đẩy chứ, đẩy chứ. Bạn nè, bạn nè. Tập phút. Anh rồi em một người anh Duy, anh rồi em một người á. Mấy ông Hàn ơi, mấy ông Hàn mấy ông ơi, ơi, mấy ông Hàn ơi, mấy ông ơi, ngộp à? Lại ăn mạng ra đi này. Ngộp à? Lại 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 lại, ngộp à? Ngộp à? Sướng sướng một chút, căn chốt 4. À ờ, căn chốt 4, căn chốt 4, căn chốt 4, sorry, sorry anh em, sorry anh em, ok. Đẩy đi, đẩy nhanh đi chúng. Nhanh ấy. Sao nó cứ sao sao anh ơi. Mày tắt Việt cây chưa? Bên này Việt cây là không chơi được đâu ấy. Ôi, thế mày tắt. Bên này là Việt cây là không chơi được đâu. Ok. Ngộp à? À, ở chấm. Nghĩ ai này? Ơ, bên này không được chat ôn à? Được, anh mở lên, cài đặt lên anh ơi, vâng, cài đặt lên. Vâng, hình như bên Hàn này không được chat ôn nữa chung rồi. Được. Ờ, cấm chat ôn à? Cấm chat ôn luôn mà. Ui. Ây à, bên này chơi hạt thế. Ôi trời ơi. Đấm lên chết luôn, chết luôn. Mày giỡn mặt thế nào. Ôi, từ anh ơi, lùi đi, đừng cố. Ông mày khỏe thế. Đói mái đi. Đánh với em Quỳnh như thế mà không bị xuống trình nhỉ. Thế lên bàn nào anh ơi. Ngợp. Ba không bảy không sao FPS vẫn cao rồi sao? FPS càng cao càng tốt mà em. Chỉ có ping sợ chứ. Hello đào đào nhá, hello anh em nha. Bao giây chung. Chưa có anh kia. Đấm nó, em đấm trước đây. Bất hiểu nha, tích làm thằng AD lốt luôn anh Duy ơi. Hàn về trả quốc. Lốt không? Lốt được nhưng mà 10 danh có đúp nha, 10 danh có đúp nha. Để chơi đi, chơi đi. Hàn quốc à? Cỡ Kim Phi à? Lại là Kim Phi à? Để đi đem mua đi. Ôi trời ơi. Anh nha. Hàn với chúng tôi. Em chúng tôi là Việt Nam Miss. Ok. Hàn Quốc này có vẻ hơi ngợp a nhì ca ca. Nói chung là cái Hàn Quốc thì nó cũng tương tương với anh Duy thôi. Đó là. Joe. Không giờ rồi. Uầy. Nó bắn khung bắn điên mà cũng lửa cây máu anh à. Cảnh còn. Em bổ cả lão anh xem cho anh Duy ơi.
Chơi anh ơi. Em đấm em, cứ đấm em. Chơi đi. Mất cái lát nữa cái ông này. Đây đi về đã chung anh. Về rồi anh em. Về đã chung anh. Với ông Tĩnh Hàn này ngợp liền. Khó thở liền. Cứ phải Việt Nam à. Ta lại phải cho cái chữ Việt Nam vào nhỉ. Go. Ôi em ngu đi thôi. Khó lẻ lắm. Cãi người. Ok anh Hoàng Mãn lại. Hoàng Mãn lại. Em Quỳnh có khi đến cái lúc bỏ like là liên minh cũng không đánh được con Blitz này đâu anh em ơi. Có cả cái lúc đấy là bà cạnh ơi. Mà nó đi anh ơi, em đằng sau rồi. Nó đi anh ơi. Ok, này bắn đi này. Từ từ nha anh, hết đúp nha, không dồn đâu. Từ từ, 5 giây. Trông yếu lắm anh Duy ơi. Cho con vừa lại yếu á. Ok chưa? Thật chứ mấy ông. Top ấy. Có bị khó quá không nhỉ? Được khóa top. Ây. Đây anh cho, mấy anh to. Alo, to chưa? Hay là thích to nữa? Duy còn nhiều nấc á, mới để 3 nấc rồi. Không. Cô chết rồi. Chạy hướng hai chung á. Anh ơi có hồi kinh cho. Từ, 2 giây. Nhầm rồi. Kinh cho anh em, hồi kinh cho. Đây anh hồi kinh cho. Màu anh. Chỉ đứng vậy mà vẫn bị chê là chịu nhá. Chỉ đứng như vậy mà vẫn bị chê. Thế thì khó cho anh quá. Đây. Anh em end game này đi em ơi. Cái này dễ quá. Anh em đi qua like gì cái nhá, gì lên đề xuất cái nhá. 1.200 anh em ở đây, mỗi anh em like phát lên đề xuất phát. 9 tiếng game lên tầm khoảng 2-3k rồi đấy, cho là 9 tít đi. Ôi, chung ơi. Đấm vào ngày lên, đấm vào rác lên. Mất hồn tại rồi anh này. Kích thước anh này. Còn gì không? Ok. Điều lắm. Úi giời ơi. Anh em đang xem cho Quỳnh Chi một like một cây video để nhìn thấy. Anh phê đi chứ nhỉ? Ok, nó có đi anh em ạ. Anh em ạ. Xem từ nhé. Đôi ạ. Khi đánh em từ đi nhà mà. Phải làm gì đâu. Ôi, về Trung Anh. Về em. Udi nó đang chat cái gì nhỉ? Ơi dễ nhỉ? Udi. You can speak in English. You can. You can là cái gì? No. Okay. Xem em Quỳnh lát khả năng là do Korea. Okay, Korea. I love Korea. Trông cái tiếng Anh của anh Duy trông thật. Trông thật là lắm. Gõ đầu anh Duy cứ banh đi anh Dương ơi. Tầm này kèm 5 rồi. Nhờ Ken Duy nhờ. Ken hơi quê đấy. Thế mà mấy thằng Hàn nó không biết gì. Lố lố. Hello Ngọc Thiện nhá. Có mai anh Duy học nha. Cảm ơn Louis nhá. Hôm qua gọi điện cho Faker bảo là thả 3-1, ai ngờ nó thả luôn 3-0, nhiệt tình quá mặt cười. Faker hơi ngợp. Faker thấy ngợp rồi anh em, đánh con Ari, đồ đầu lên mảnh băng, đồ hai đồng hồ cát, thì lấy cái gì mà chơi. Trời ơi là trời, xong rồi đồ 3 lại còn dây chuyền chữ thập Banshi nữa, ôi trời ơi, vứt cáo đi luôn rồi. Lên đập đồ thủ là già rồi, thiên hướng mà cứ lên đồ thủ là già rồi. Cái lối đá y hệt duy còn chăm lên đồ thủ thôi để đỡ chết. Cái này ông cứ tạt cái gì đấy ông lo cân đông đi ông ơi. Ủa
thằng đi quậy thế nhở. Cảm ơn Thái Thịnh nhá. Em là thanh niên yêu quý bảo kê một thu ăn thức cả Hà Nội đây của chú bà Trịnh Trang với một điểm thừa như được mua. Ông anh còn đăng video quay em lên CNTSB nữa. Cây A còn A còn. Rồi bài cho anh Duy. Mình là fan của T1 mà có thua thì mình phải chấp nhận, mình phải đồng hành cùng với team chứ mình không được nhục, hiểu không? Mình đã chấp nhận, mình in cái bảng T1 thua ăn Hà Nội là mình phải chấp nhận cái đấy, nó phải lên mạng để cho mọi người gọi là biết mình là fan chuẩn. Ok chưa?